Dạ chị. Ấm có con gà ở trong tủ lạnh kìa, nấu gì ạ? Nấu lẩu gà chanh ớt cho cả gia đình mình ăn. Dạ. Vậy là chế em đi bẻ mấy trái ớt hiểm nhà chồng. Công nhận ớt nhà chồng trái quá trời trái luôn anh chị ơi. Ở dưới quê mà chồng dễ mà cũng dễ sai trái nữa. À do ớt này nó hơi chín quá nên chế có gọi xới chẹt là chú Út á. Lát hái ớt xanh đem lên một ít để nấu. Sẵn mời chú Út ở lại ăn chung luôn. Ở trong nhà thì có thêm một chế nữa cắt chanh. Để một lát lấy nước cốt chanh này nè. Mình nấu cho nó có vị chua anh chị. À mà trái này là trái tắc chứ không phải trái chanh anh chị ơi. Con gà thì em đã chặt sẵn ra rồi. Gà này là gà vườn anh chị nên nó dai lắm. Nấu lẩu này là ăn hết sảy luôn. Chế em dít một cục mỡ thắng rồi nè, để cháy phi tỏi. Phi tới khi nào nó vàng tôm phất luôn á thì chế để cái đầu xả đã đập dập vô, sơ qua sơ lại á, rồi để cái lá xả vô luôn. Rồi sau đó để gà vô, đảo sơ đều lên á, rồi chế nêm đường, muối, bột ngọt, rồi thêm nước mắm cho nó thơm đậm đà, rồi trộn sơ đều lên. Khi thịt săn thấm một xíu rồi á thì chế cho nước dừa vô. Này chế nấu nước dừa cho nó ngon. Một lát nó sôi lên á thì chế vớt bọt ra. Công nhận bọt nhiều thiệt á. Nghe nói cái bọt này là dơ đúng không anh chị? Còn đây á là cái lá chanh và ớt nãy xới chẹt mới đem lên nè. Ớt xanh chế bỏ vô trong cái nồi đang sôi. Nó thơm lắm luôn á anh chị. Thêm một ít ớt đỏ hồi nãy bẻ vô nữa. Bỏ một vài lá chanh vô trong nồi cho nó thơm. Tiếp theo á là chế đổ nước cốt chanh vô. À không phải, nước cốt tắc quá trời, cái nồi toàn là chanh tắc với ớt không à. Lẩu gà chanh ớt là phải vậy đúng không anh chị? Rồi giờ gà cũng mềm mềm lại rồi thì chế nêm lại thêm lần nữa, nêm cho vừa khẩu vị rồi nhắc xuống. Rồi cái món này muốn ngon nữa thì nước chấm nó phải ngon. Một chế khác nữa thì phụ trách cái phần này nha, đâm muối cục với ớt xanh. Còn chế hai á thì cắt cái lá chanh nhỏ nhỏ mỏng mỏng vậy nè, rồi để vô cái tô muối đâm lúc nãy. À cái tô này đã nặng tắc vô trong rồi nha anh chị. Rồi chế em để thêm cái lá quế thơm vô nữa. Trời ơi em đứng em quay mà em thơm nức cái lỗ mũi luôn á. Gao ăn kèm bữa nay sẽ có bồn bồn, củ hủ bồn bồn này ăn ngon lắm luôn á. Lát cái này nhúng lẩu, còn không ăn lẩu á thì mình có thể xào tỏi hay là dưa chua. Anh chị ăn nó chưa? Ngon lắm luôn á. Trong lúc chờ đợi mọi người á thì em chạy ra ngoài đây hít cái không khí trong lành ở quê một xíu nha. Ngoài đây á thì giờ em nấu nguyên một cái nồi thịt kho rượu luôn. À cái này không phải giờ em nấu đâu mà là nấu á. Tại lúc nấu á thì hai chồng em đang trên đường chạy về quê nên không có quay cái đoạn nấu được. Về tới là cái nồi cũng nấu gần chín nè. Lúc này là giờ em đang vớt bọt nè. Công nhận cái nồi thịt em kho nhìn nhức nhối luôn á anh chị ơi. Kho bằng nước dừa nên không có bỏ nước màu gì trơn á. Để lên cái lò than ghiêu ghiêu gì nè, một lát là thành rượu luôn. Mà anh chị thấy cái nồi nó nhiều vậy á, anh chị tưởng nó ăn lâu được đúng không? Không đâu, ở dưới quê em đông lắm, ăn một hai ngày là hết trơn rồi anh chị. Hôm nay nhà em có mặt cũng khá là đông đủ luôn, từ cháu cho tới chị hai của chồng em, rồi mấy câu mấy chẹt xong xuôi hết á thì trời cũng tối rồi. Mọi người cùng nhau ăn nồi lẩu gà chanh ớt và thịt kho rượu. Tuy hai cái món này không có dính líu với nhau nhưng mà ăn nó cũng dính lắm luôn á anh chị. Mời anh chị ăn cùng với gia đình em nha. Em cảm ơn anh chị đã chọn xem video của vợ chồng em trong hàng vạn những video ngoài kia nha. Vô ăn đi con, ăn gì ăn trong cái đầu của con, cái giò ăn. Ăn cái giò. Ăn cái giò đi con, lấy thịt cho chế.